Xin chào tất cả anh chị học viên, xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video này là một cái video update mới nhất, tôi gọi nó là chạy quảng cáo Facebook 2019. Và cái video này thời điểm tôi làm là tháng 10 năm 2018, chúng ta có thể gọi nó là mới nhất năm 2019. Và tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ những cái thao tác chạy quảng cáo từ bắt đầu cho đến kết thúc cho một chiến dịch, và kèm theo rất là nhiều cái tư duy. Cho nên là cái video này là cái video tổng hợp và một cái video mới nhất. Các bạn đừng có than phiền về việc là giao diện cũ, giao diện mới nữa nhé. Vâng, bởi vì Facebook nó liên tục thay đổi và cập nhật các cái giao diện, cho nên là chúng tôi cũng sẽ phải làm các cái video mới nhất để update cho các bạn. Còn những cái video khác mà chúng tôi để lại thì các bạn có thể xem các cái thao tác và các cái nội dung trong đấy. Về cơ bản là nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút cái thao tác thôi. Và cái thao tác này thì tôi đã chọn trên một cái thao tác thống nhất rồi, cái giao diện mới nhất rồi. Cho nên là tôi vẫn giữ lại những cái giao diện cũ để các bạn so sánh, để các bạn tham khảo. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào quản lý tài khoản của chúng ta. Và đây là Facebook cá nhân của tôi. Được chưa ạ? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần trình quản lý quảng cáo. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ chọn là tạo chiến dịch quảng cáo. Thế thì khi mà chúng ta chọn chiến dịch quảng cáo thì chúng ta có thể thấy là đây là cái giao diện mới nhất của Facebook. Tôi sẽ giới thiệu từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Đầu tiên đấy là tài khoản quảng cáo, sau đó đến là chiến dịch, mục tiêu, nhóm quảng cáo thì bao gồm các cái đối tượng, vị trí quảng cáo, ngân sách được chạy, vân vân. Và trong phần quảng cáo thì có các định dạng, phương tiện, nội dung bổ sung hoặc là những cái nội dung khác phụ thuộc vào cái việc mục tiêu tiếp thị của chúng ta là gì. Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta tạo chiến dịch mới hoặc là sử dụng những cái chiến dịch có sẵn, hoặc là chúng ta có thể chuyển sang chế độ tạo nhanh. Khi mà chuyển sang cái chế độ tạo nhanh ấy thì đây là cái chế độ mà Facebook cũng tạo một cái giao diện cũng rất là mới, đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn tên chiến dịch, cách mua, đấu giá, mục tiêu chiến dịch, bao gồm nhận thức về thương hiệu, số người tiếp cận, lưu lượng truy cập, số người cài đặt, số lượt xem video, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác với bài viết, số lượt thích trang, phản hồi sự kiện, tin nhắn. Trong phần chuyển đổi thì có chuyển đổi danh mục, doanh số theo danh mục và lượt ghé thăm khách hàng. Đấy, thì chúng ta cũng có thể tối ưu ngân sách và tạo các nhóm quảng cáo, tạo quảng cáo. Vâng, thì cái giao diện này nó cũng gần gần giống với cái giao diện kia thôi. Thế nhưng mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu một chút để cho các bạn xem. Thì các bạn có thể sử dụng cả hai cái giao diện là tạo thường hoặc là tạo nhanh, tùy các bạn thấy là cái điều gì mà thuận lợi cho các bạn. Thì sau đó thì chúng ta sẽ chọn mục tiêu chiến dịch. Thì nó gồm 3 cột, là cột nhận thức, cột cân nhắc và cột chuyển đổi. Cái này thì nó tương ứng với cái hành vi của khách hàng khi mà người ta xem quảng cáo ở trên các trang mạng xã hội, trên các nền tảng quảng cáo nói chung và cũng như là của Facebook nói riêng. Thì trong phần nhận thức, Facebook cung cấp là nhận thức về thương hiệu, đúng không ạ? Tức là chúng ta chạy quảng cáo để tăng mức độ nhận thức về thương hiệu. Nó mang tính chất là hiển thị thôi, nó không hướng tới mục tiêu là đơn hàng hay comment hay bình luận gì cả. Hoặc là số người tiếp cận tiềm năng, đúng không ạ? Thế là mục tiêu của chúng ta là tiếp cận được càng nhiều người càng tốt. Đó. Sang cái cột ở giữa, đây là cái cột mà các nhà quảng cáo ở Việt Nam thường xuyên chạy nhất. Thì nó bao gồm là cân nhắc, đúng không ạ? Và cân nhắc ở đây là gì? Cân nhắc xem là cái hành vi khách hàng đấy, họ nhìn thấy quảng cáo và họ sẽ suy nghĩ, họ sẽ lựa chọn. Thì đầu tiên đó là lưu lượng truy cập. Lưu lượng truy cập tức là chúng ta chạy quảng cáo với mục tiêu là những người nhìn thấy quảng cáo của chúng ta sẽ click vào quảng cáo và sẽ chạy về một cái trang web, hoặc là Messenger. Thì cái ở đây là nó tăng truy cập cho một cái trang web hoặc một cái đường link cụ thể. Được chưa ạ? Vâng, và cái loại hình này khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta nhìn thấy cái menu bên trái này nó cũng đã khác hơn. Nhóm quảng cáo nó có 5 cái phần gạch đầu dòng và quảng cáo thì nó có 4. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển sang chế độ tương tác. Tương tác chính là một cái loại hình quảng cáo mà các nhà quảng cáo ở Việt Nam sử dụng nhiều nhất hiện nay. Tức là chúng ta có thể chạy quảng cáo tương tác với bài viết, hoặc là số lượt thích trang, hoặc là phản hồi sự kiện. Và thông thường thì chúng ta sẽ chạy với tương tác bài viết là nhiều, có đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy bên trái đây, mục tiêu nhóm quảng cáo chỉ có 3 gạch đầu dòng, và quảng cáo chỉ có 2 gạch đầu dòng thôi. Đó. Chúng ta có thể lựa chọn là số lượt cài đặt ứng dụng. Cái này là dành cho những người mà
chạy quảng cáo để mà người ta cài đặt các cái app ở trên điện thoại. Thí dụ như là các bạn có thể chạy quảng cáo các app của Grab để cho người ta tải cái app Grab về người ta cài, hay là GoViet, hay là bất kỳ một cái con game mobile nào đó mà các bạn muốn chạy, một cái ứng dụng nào đó mà các bạn muốn người ta cài trên điện thoại di động, trên nền tảng Android hoặc iOS, đúng không ạ? Tiếp tục là các bạn có thể chạy số lượt xem video, tức là mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ up lên đây một cái video trên fanpage, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp thị cái video đó để cho mọi người có cơ hội nhìn thấy cái video đó. Và khi người ta xem video đó, người ta nhận thức về thương hiệu, người ta có thể chuyển đổi thành người mua, hoặc người ta có thể contact với chúng ta. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là view của video, tăng được cái số lượt video. Và cái loại hình quảng cáo này thì bắt buộc các bạn phải chạy quảng cáo bằng video, đúng không ạ? Thì từng cái loại hình mà nhận thức về thương hiệu, truy cập tương tác, hay là số lượt cài đặt ứng dụng, hay là video, hay tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hay tin nhắn, thì tôi đều có những cái video hướng dẫn riêng cho các bạn. Tôi đều có các video hướng dẫn riêng. Tuy nhiên có thể cái giao diện nó sẽ hơi khác một chút nếu mà các bạn xem cái video cũ đấy. Nhưng mà không sao, bởi vì các bạn đã xem cái video tổng thể này rồi thì các bạn thấy rằng là cái giao diện ban đầu nó khác nhau một chút xíu, không sao cả. Còn bên trong thì chúng ta thấy là cũng gần gần giống nhau. Thì cái video tổng thể này nó đã bao quát tất cả những thứ đó rồi. Cho nên là các bạn hết sức lưu ý giúp tôi nhá. Tránh cái việc các bạn lại cho rằng là những cái video trước đây là cũ, đúng không? Mà ở đây là chúng ta chỉ là gì ạ? Chúng ta cập nhật một cái video tổng thể, sau đó những cái video bên trong thì tôi cũng đã update rất là nhiều rồi. Và có một số video tôi thấy là cũng không cần thiết hoặc chưa cần thiết phải update. Vâng. Tiếp tục đến cái phần cân nhắc tiếp theo, đấy là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Vâng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là cái mẫu quảng cáo này. Khi mà người quảng cáo người ta nhấp vào xem quảng cáo thì người ta sẽ nhảy ra một cái hộp thoại, và sau đó các bạn sẽ điền thông tin họ và tên, số điện thoại, email và trả lời một số câu hỏi. Thì cái form này người ta gọi là form khách hàng tiềm năng. Thì sau đó thì các bạn sẽ nhận được cái form này của khách hàng, và các bạn có thể liên hệ với khách hàng qua số điện thoại, làm telesale, hoặc là các bạn gửi email marketing báo giá. Thí dụ như là các bạn chạy bất động sản, các bạn chạy bán xe hơi, bán chung cư, căn hộ cao cấp hay là biệt thự gì đó, hoặc là các bạn bán những cái sản phẩm mà người ta không mua ngay, giá trị cao và ship nhiều, vân vân. Ví dụ là như vậy, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế thì ở đây chính là cái mà tôi muốn nói cho các bạn là các bạn sẽ thấy rằng là cái tìm kiếm khách hàng tiềm năng này rất là phù hợp với cái việc sản phẩm mà các bạn có cái mong muốn là bán hàng nhưng mà không phải là chuyển đổi ngay, những sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao, được chưa ạ? Tiếp tục, cuối cùng là tin nhắn. Thì tin nhắn là một cái hình thức quảng cáo mới của Facebook và mới nhất. Tức là nó cho phép là chúng ta hiển thị quảng cáo của chúng ta trong tin nhắn hoặc là gửi tin nhắn đến khách hàng. Thế thì ở đây là một cái loại hình quảng cáo rất là tốt, để các bạn có thể lấy được số điện thoại, các bạn có thể chat với khách hàng, vân vân. Và tôi cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo tin nhắn mới nhất rồi. Vâng. Tiếp tục, đấy là các bạn có thể chạy quảng cáo chuyển đổi. Thì chạy quảng cáo chuyển đổi, trong cái bài học trước tôi cũng đã nói, đúng không ạ? Nó cho phép chúng ta tăng được cái chuyển đổi nhờ cái việc là chúng ta tạo pixel và làm remarketing với khách hàng, và đưa khách hàng vào website và tạo ra những cái chuyển đổi về mua hàng. Và cái tối ưu quảng cáo lúc này nó sẽ là tối ưu cho chuyển đổi. Mà thông thường thì chúng ta hay chạy tối ưu cho tương tác hoặc truy cập. Thì cái loại hình này có vẻ như là chúng ta có thể hiểu rằng là chạy quảng cáo nó cao cấp hơn một chút. Đó. Và chúng ta có thể chạy quảng cáo theo doanh số, theo danh mục. Cái này cũng rất là thú vị. Tức là chúng ta tạo ra một cái fanpage, sau đó chúng ta sẽ đăng những cái sản phẩm của chúng ta lên cái phần shop, hay còn gọi là phần e-commerce. Chúng ta có thể hiểu đấy là cái phần thông tin về sản phẩm, giống như là các cái website nó có các cái giỏ hàng ấy. Thì trên fanpage, một số cái loại fanpage là nó cho phép chúng ta đăng sản phẩm, mô tả sản phẩm và đề giá bán. Thế sau đó thì chúng ta có thể chạy quảng cáo bài viết kèm theo những cái sản phẩm, hai cái sản phẩm nổi bật mà chúng ta có thể chọn. Đó, thì cái đấy người ta gọi nó là chạy cái phần danh mục, doanh số theo danh mục, đúng không ạ? Và cuối cùng đấy là chúng ta chạy lượt ghé thăm khách hàng. Tức là chúng ta sẽ, mục tiêu của chúng ta là sẽ giúp khách hàng nhận biết được cái cửa hàng chúng ta ở vị trí đâu,
và giúp cho họ có thể tìm được đến cái cửa hàng như vậy. Thế thì ở đây chúng ta tổng hợp lại, chúng ta thấy sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái mục tiêu. Nhưng mà trong phần mục tiêu tương tác lại có 3 mục tiêu nữa, đúng không ạ? Như vậy là trừ đi 1 là còn 10, cộng với 3 là thành 13. Chúng ta có thể thấy là có 13 mục tiêu, 13 mục tiêu theo cho chiến dịch quảng cáo hiện nay. Vâng. Và tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là các nhà quảng cáo ở Việt Nam chủ yếu là chạy tương tác bài viết, chạy tương tác bài viết rất là nhiều. Thứ hai là lưu lượng truy cập. Thứ ba là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thứ tư là tin nhắn. Vâng. Thứ năm, một số có thể chạy chuyển đổi hoặc là theo danh mục. Đó. Thế còn nhận thức về thương hiệu, số người tiếp cận, số lượt ghé thăm khách hàng thì tôi thấy là rất ít theo quan sát của tôi. Số lượt xem video cũng vậy. Chạy video nó cũng không hiệu quả lắm bởi vì chúng ta không biết làm video. Còn trong một số những cái sản phẩm và dịch vụ thì chạy video cũng rất là tốt. Còn cái này thì nó đặc thù. Cái số lượt cài đặt ứng dụng nó rất là đặc thù, nó chỉ dành cho các nhà phát triển app hoặc là những cái nhà phát triển game, những cái ứng dụng mà nó liên quan đến mobile. Như vậy tôi vừa giới thiệu cho các bạn cái giao diện mới của Facebook Ad Manager, hay còn gọi là trình quản lý quảng cáo mới nhất hiện nay, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy đây, bên trái là cái cột này và giữa là các mục tiêu tiếp thị. Và tôi cũng sẽ giới thiệu các bạn thao tác một cái loại hình phổ biến nhất, đấy là chạy quảng cáo tương tác với bài viết. Và các bạn lưu ý nhé, bài này nó hơi dài một chút cho nên là các bạn chú ý lắng nghe. Thế thì đầu tiên các bạn chọn tương tác, và các bạn chọn tương tác bài viết. Các bạn có thể đặt tên chiến dịch, đúng không ạ? Chiến dịch các bạn đặt tên là Phan Anh Testing đi ạ. Và ví dụ như vậy. Và các bạn đặt tên bất kỳ tên để phân biệt với các chiến dịch khác. Các bạn có thể bấm cái nút on hoặc off là tạo thử nghiệm phân tách. Thử nghiệm phân tách tức là người ta dạng là A/B testing ấy, mà trong cái CD video này tôi cũng đã nói với các bạn về A/B testing. Nhưng mà trước đây thì chúng ta làm A/B testing bằng tay, thì cái thử nghiệm phân tách này là Facebook nó cho phép chúng ta tạo tự động, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể tối ưu hóa ngân sách bằng cách là chúng ta bấm cái này lên thì nó sẽ có là cái ngân sách nó hiển thị ở đây, số tiền chúng ta chi, đúng không ạ? Và chúng ta theo đuổi là chi phí thấp nhất và cái đặt cái giá thầu giới hạn tùy chúng ta muốn. Nếu như chúng ta muốn tối ưu về ngân sách, chúng ta có thể thử nghiệm cái này, hoặc nếu không thì chúng ta có thể tắt đi như bình thường, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn tiếp tục. Trong phần này thì chúng ta nhìn thấy luôn luôn có tạo nhóm quảng cáo mới hoặc là tạo nhiều nhóm quảng cáo mới. Tức là cái tab này là cho phép chúng ta có thể tạo ra nhiều nhóm quảng cáo cùng một lúc, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng chuyển nhanh, tạo nhanh. Còn đây chúng ta sẽ tạo từng chiến dịch thông thường. Ok, chúng ta đặt tên nhóm chiến dịch. Ví dụ như là thầy Phan Anh có thể chạy quảng cáo cho một cái khách hàng về xuất khẩu lao động chẳng hạn, đúng không ạ? Thì xuất khẩu lao động, tôi giả sử như vậy, bởi vì trong cái tháng này tôi đang tư vấn cho một công ty về xuất khẩu lao động bằng cách là tôi thiết lập kế hoạch marketing cho họ, tôi tuyển dụng cái phòng marketing, tôi phỏng vấn và tôi tạo ra các KPI, tôi đào tạo cho cái phòng marketing đó. Thế thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ như này luôn để cho các bạn dễ ăn nhập với cái phần hướng dẫn của tôi. Chúng ta đặt tên bất kỳ tên nhóm quảng cáo được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục đến là phần đối tượng. Phần đối tượng. Phần đối tượng này tức là chúng ta xác định người mà chúng ta muốn cho họ xem quảng cáo, hay đúng hơn đấy chính là mình gọi là cái khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Mình gọi là cái khách hàng mục tiêu. Vâng. Tôi tắt cái này đi cả. Vâng. Các bạn chọn đối tượng ở đây thì nó có thể có đối tượng tùy chỉnh. Cái phần này là cái phần mà liên quan đến cái phần nâng cao thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn video riêng. Đối tượng tùy chỉnh tức là chúng ta sẽ tạo ra các tệp tin, tệp khách hàng để chúng ta chọn, chúng ta chạy, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta cũng có thể tạo mới các cái tệp này hoặc là chúng ta loại trừ. Và đối tượng tùy chỉnh ở đây thì nó gồm có là đối tượng từ website hay là từ
fanpage, hoặc là chúng ta có thể tạo ra đối tượng tương tự. Phần này tôi hướng dẫn trong một cái video riêng. Vâng, về vị trí thì chúng ta có thể chọn được là mọi người ở vị trí này hoặc là người sống ở địa điểm này. Cơ bản là các bạn chỉ chọn hai cái này thôi. Còn những người ở thời gian gần đây hoặc là những người đã ghé thăm thì chúng ta không cần chọn, đúng không ạ? Về địa lý thì Facebook cho phép các bạn nhắm chọn ở tất cả các quốc gia khác nhau, bao gồm Việt Nam và rất nhiều các quốc gia khác nữa. Thí dụ như là các bạn chạy ra nước ngoài thì các bạn có thể bán sản phẩm sang Hàn Quốc, bán sản phẩm sang Lào, sang Campuchia, sang Đài Loan. Tôi cũng có rất là nhiều khách hàng và học viên họ chạy quảng cáo bán các cái sản phẩm sang các thị trường quốc tế, hoặc là họ là người Việt sống ở thị trường nước ngoài, họ có thể chạy được rất là tốt. Thí dụ như bạn đang sống ở Mỹ, bạn có thể bán sản phẩm cái gì đó cho người Việt sống ở Mỹ. Bạn đang ở Hàn Quốc, bạn có thể bán cái sản phẩm gì đó cho người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, hoặc là bạn có thể bán sản phẩm cho chính người Hàn Quốc luôn, cũng rất là ok nha. Cái này thì tôi đã có case study rất là nhiều rồi. Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, các bạn ấy kinh doanh rất là tốt. Nếu như bạn nào mà đang xem video này mà cần tôi tư vấn thêm, có thể liên hệ với tôi. Thế còn nếu mà các bạn chạy ở Việt Nam thì sao? Thì Facebook cho phép các bạn nhắm chọn các tỉnh thành. Các tỉnh thành là cấp độ là cấp độ thấp nhất. Nó không cho nhắm chọn quận huyện hay là xã phường, mà nó chỉ cho nhắm chọn ở cấp độ tỉnh. Mình có thể chọn nhiều tỉnh. Và mình có thể chọn nhiều tỉnh ở đây, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Và trong từng tỉnh các bạn có thể chọn bán kính chỉ thành phố hoặc là bán kính mở rộng. Còn nếu các bạn muốn hẹp hơn, bởi vì ví dụ như là các bạn có một cái spa, các bạn có một cái salon tóc, hay là các bạn có một cái quán karaoke, hay là các bạn có một cái nhà hàng vân vân, thì các bạn có thể zoom lên đây và các bạn sử dụng cái chế độ thả ghim. Vâng, đó, các bạn có thể thả ghim. Đấy, thí dụ các bạn có thể chọn vào đây các bạn thả. Ok, thì như vậy lúc này các bạn sẽ chọn bán kính bao nhiêu km đó, ví dụ 7 km, 10 km, tùy thuộc vào cái mức độ của các bạn muốn chạy như thế nào. Thì cái đấy là phần thả ghim. Thả ghim là cho phép chạy theo bán kính chính xác một cái tọa độ. Thì ở Facebook nó cho mình là nhắm chọn các vị trí bao gồm, tức là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng thì gọi là bao gồm. Mà mình chỉ chạy Hà Nội thôi, mình không chạy các tỉnh khác thì mình sẽ tắt cái chỗ khác đi. Thế nhưng mà trong Hà Nội này mình lại muốn loại trừ đi một cái chỗ nào đấy, thì mình lại dùng phương pháp loại trừ. Mình có thể thả ghim loại trừ, hoặc là mình chạy cả Việt Nam nhưng mà loại trừ khoảng 3 tỉnh, 5 tỉnh. Đó là cái ý nghĩa về loại trừ. Được chưa ạ? Mình cũng có thể chọn cái tính năng thêm hàng loạt vị trí ở đây. Đấy, mình có thể chọn quốc gia, khu vực mình đưa vào, rất là hay. Về giới tính, mình có thể chọn nam nữ hoặc cả hai. Đây chính là cái giới tính của người xem quảng cáo. Được chưa ạ? Vâng. Và về nhắm mục tiêu chi tiết, nhắm mục tiêu chi tiết ở đây thì các bạn thấy là nó có rất nhiều các cái tính năng. Các bạn nhìn thấy nó có mục bao gồm, tức là những người phù hợp ít nhất một trong các tiêu chí sau. Còn đối tượng loại trừ là loại trừ những người phù hợp ít nhất một trong các tiêu chí sau. Bao gồm thì là chọn một yếu tố là mình đã chọn đến khách hàng đó. Còn loại trừ là mình chọn một yếu tố, tức là mình đã trừ đi cái khách hàng đó. Được chưa ạ? Hai cái ô này nó ngược nhau về mặt nhắm chọn, còn về mặt nội dung thông điệp bên trong nó giống hệt nhau. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Nó rất là giống, đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ hướng dẫn một cái bằng cái kia tương tự, được chưa? Thì các bạn có thể nhìn thấy có bốn cái hạng mục chính: nhân khẩu học, sở thích, hành vi và hạng mục khác. Đây là cái giao diện mới nhất tháng 10 năm 2018 nhá. Thì tôi gọi nó là Facebook Marketing 2019 cũng không sai đâu. Bởi vì 2 tháng tới thì chắc là nó cũng cập nhật ít thôi. Và trong phần nhân khẩu học, các bạn có thể chọn học vấn, tài chính, sự kiện trong đời, cha mẹ, chính trị, mối quan hệ, công việc. Vâng, trong đó bắt đầu mình chọn từng thứ. Học vấn, các bạn có thể chọn được trình độ học vấn, các loại bằng cấp, cao đẳng, chuyên môn, thạc sĩ, tiến sĩ. Vâng, học một cái trường nào đó, học trường trung cấp, học trường đại học nào đó, mình có thể chọn được chính xác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một người dùng Facebook như là Phan Anh có thể khai trên Facebook là đã học trường đại học thương mại, đã học trường đại học Hà Nội, đã học trường đại học quốc gia, đã học trường đại học X, đại học Y gì đó, đúng không ạ? Thế thì mình có thể nhắm chọn, hoặc là đang học, hoặc đã học, hoặc là học thạc sĩ, tiến sĩ, mình có thể chọn được. Thí dụ như Facebook của tôi là tôi khai là tôi học thạc sĩ ở trường A, trường B, thì các bạn chọn thạc sĩ là các bạn chọn đến tôi. Ok.
Ngành học các bạn có thể chọn, các bạn đánh vào đây. Ví dụ như là ngành quản trị kinh doanh. Đó. Hoặc là các bạn có thể chọn ngành kế toán, đúng không ạ? Vâng. À, mình có thể chọn enter vào đây, mình tìm những cái phần này rất là ok. Tương tự như thế. Và tương tự như thế thì các bạn có thể chọn trường, ví dụ như là trường quốc gia. Và các bạn có thể chọn ở đây đều làm được nhá. Hoặc là các bạn có thể chọn năm tốt nghiệp từ năm nào đến năm nào. Vân vân, được chưa? Thì cái phần này cũng rất là có ý nghĩa cho việc là làm marketing. Ví dụ như là bạn chạy xuất khẩu lao động thì tí nữa tôi sẽ nói là bạn sẽ loại trừ hết những người đang học đại học và đã học đại học. Bởi vì những người mà có bằng cấp như vậy họ sẽ không đi xuất khẩu lao động, đúng không ạ? Thường là như vậy. Vâng. Về tài chính thì dành cho thị trường Mỹ. Đấy, là những người có thu nhập bao nhiêu phần trăm thì cái này xin thưa là mới chỉ có ở thị trường Mỹ, chưa có ở thị trường Việt Nam. Giả sử mà bạn chạy quảng cáo tại Mỹ hay là chạy quảng cáo bán hàng ở bên Mỹ thì cái tính năng này sẽ rất là cần thiết. Cũng xin thưa đây là cái tính năng mới mà trước đây trong các video trước tôi giới thiệu cho các bạn là chưa có. Tương tự như thế đến phần sự kiện trong đời, bạn bè của ai đó có những cái gì đó, ví dụ như là công việc mới, đúng không ạ? Những người đã cập nhật vị trí của họ qua trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua. Ví dụ bây giờ tôi đang là giảng viên đại học, tôi cập nhật là tôi làm giám đốc kinh doanh của một tập đoàn. Thế thì đấy, người Facebook gọi nó là công việc mới. Mối quan hệ mới, tức là tôi đang để chế độ độc thân và tôi chuyển sang chế độ đang hẹn hò, hay là đang ở chế độ đang hẹn hò tôi chuyển sang chế độ đã kết hôn. Thì như vậy Facebook gọi nó là mối quan hệ mới. Và những người cập nhật cái trạng thái này trong 6 tháng vừa qua thì mình có thể nhắm chọn tới. Vâng. Mới kết hôn, ví dụ như là tôi để cái chế độ mối quan hệ của tôi là từ đang hẹn hò chuyển sang là married, tức là đã kết hôn, thì nó sẽ tính trong vòng 6 tháng. Như vậy cái trạng thái mà mới kết hôn rất là quan trọng đối với các nhà marketing, đối với các nhà quảng cáo. Bởi vì cái hành vi này nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái động lực cũng như là cái hành vi mua hàng mới. Ví dụ như là họ bắt đầu bước vào thời kỳ là hôn nhân, có con, đúng không ạ, có thai, thì họ bắt đầu phải mua những cái sản phẩm liên quan đến mẹ bỉm sữa, liên quan đến đồ dùng cho trẻ em, vân vân. Ý tôi là như vậy, đúng không ạ, có ý nghĩa rất là lớn. Mới đính hôn 1 năm, mới đính hôn 3 tháng, vân vân. Họ có những ngày kỷ niệm trong vòng 30 ngày, trong vòng 60 ngày. Thì cái này mình có thể chạy bán những cái sản phẩm lưu niệm hoặc là chương trình cho nhà hàng để họ có thể tổ chức các cái tiệc lưu niệm như vậy cũng rất là tốt, đúng không? Đấy. Hoặc là ngày sinh, sắp đến sinh nhật, đúng không? Những người sắp có sinh nhật trong vòng 1 tuần thì cái này rất là tuyệt vời dành cho những người mà làm nhà hàng, làm quán cà phê, làm karaoke, làm bán những cái đồ sinh nhật rất tốt, đúng không? Họ có thể mua sản phẩm về nhà họ sử dụng, hoặc là họ có thể kéo bạn bè người thân ra tiệc, ra các cái nhà hàng quán karaoke. Và các bạn biết rồi đấy, bây giờ thì chúng ta không thể biết rằng ai đang sinh nhật, chỉ có Facebook mới biết là ai đang sinh nhật mà thôi. Thì cái tính năng này cũng rất là quan trọng đối với người làm marketing. Và chúng ta thấy nó có rất nhiều tính năng, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái tính năng, mỗi một cái ý nghĩa, mỗi một cái nhắm mục tiêu chi tiết, nó sẽ có một cái ý nghĩa marketing riêng dành cho các nhà quảng cáo khác nhau, dành cho các sản phẩm khác nhau. Cho nên là cái video là video hướng dẫn chung, nên là cái việc mà các bạn áp dụng như thế nào nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là các bạn bán sản phẩm gì. Đấy, ngày tháng tháng sinh, đúng không ạ, từ tháng 1 đến tháng 12. Các bạn có thể bán áo thun có in hình tháng sinh, hoặc là in hình các loại cung chòm sao gì đó, rất là ok, đúng không ạ? Người mới kết hôn, rồi người vừa mới chuyển nhà gần đây, ví dụ như họ cập nhật, trước đây tôi đang ở Hà Nội nhưng bây giờ tôi lại đi Sài Gòn, hay là tôi lại về Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó, đúng không ạ? Thế thì đấy, người ta gọi là người vừa mới chuyển nhà. Thì Facebook nó ghi nhận được cái hành vi đó bằng cách là chúng ta đã thay đổi cái địa điểm đăng nhập Facebook rất là nhiều. Đó. Những người xa gia đình, ví dụ khai hometown là quê hương thì là ở Hà Nội nhưng mà lại đang ở nước ngoài, hay là hometown là ở Bắc Ninh nhưng mà lại đang ở Hà Nội, ví dụ như vậy, đúng không? Hay là xa quê hương tương tự như thế, yêu xa cũng như vậy. Yêu xa tức là hai người có mối quan hệ với nhau là đang hẹn hò, nhưng một người ở Hà Nội, một người ở Hồ Chí Minh, thì như vậy Facebook ghi nhận đó là yêu xa. Thế còn yêu xa thì làm marketing gì cho họ?
thì tôi cũng chưa biết. Thế nhưng mà tôi có ý nghĩa, tôi có trách nhiệm phải giới thiệu với các bạn những ý nghĩa về những cái nhắm mục tiêu chi tiết như vậy. Tiếp tục ạ, về cha mẹ, đúng không ạ? Tất cả các cha mẹ, cha mẹ có con từ 6 đến 8 tuổi, 8 đến 12 tuổi, 18 đến 26 tuổi, 1 đến 2 tuổi, 3 đến 5 tuổi, 13 đến 18 tuổi, 0 đến 12 tháng. Vâng, cái này cũng rất là có ý nghĩa cho việc mình bán các cái sản phẩm và dịch vụ dành cho các phụ huynh, nhưng mà người thụ hưởng lại là các con, đúng không? Ví dụ như mầm non thì mình có thể chạy từ 2 cho đến 5 tuổi. Đấy, thế còn 0 cho đến 2 tuổi mình có thể chạy sữa bỉm, chạy đồ dùng, vân vân, rất là tuyệt vời. Hoặc là mình căn cứ vào các tiêu chí khác như là giới tính là nữ, và độ tuổi kết hôn là từ 23, 24 trở lên, con thứ nhất, con thứ hai nữa thì có thể là khoảng 33, 35 trở xuống, đúng không? Đấy, thì kết hợp với những cái tính yếu tố như này. Về chính trị thì cái này chỉ dành cho thị trường Hoa Kỳ, chọn những cái đảng bảo thủ hay là tự do gì gì đấy. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng không áp dụng được. Tiếp tục về mối quan hệ, đúng không ạ? Tình trạng các quan hệ quá không xác định, kết hợp dân sự ly thân phức tạp, quan hệ chung sống, tìm hiểu đang hẹn hò, đã kết hôn, đã ly hôn, đã đính hôn, độc thân, vân vân. Thì cái tình trạng quan hệ này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái hành vi mua của khách hàng. Như tôi đã phân tích, có hai cái tình trạng quan hệ rất là rõ ràng, đấy là chưa kết hôn và đã kết hôn. Còn những cái khác thì tôi cũng không quá quan trọng. Nhưng mà hầu như mà chưa kết hôn thì cái hành vi mua nó sẽ khác, mà đã kết hôn hành vi mua cũng sẽ khác. Bởi vì ví dụ như là từ một người phụ nữ mà chưa có con và một người phụ nữ có con, họ sẽ chuyển đổi cái hành vi mua của họ rất là nhiều, và cái sản phẩm họ mua cũng thay đổi rất là nhiều. Họ dành nhiều thời gian, tiền bạc cho cái việc là mua sắm đồ dùng, dịch vụ, thức ăn, thức uống cho chồng con, đúng không ạ? Và tương tự như thế đến phần công việc, các bạn có thể chọn nhà tuyển dụng bất kỳ một cái tập đoàn nào, ví dụ như FPT các bạn có thể chọn, hay là các bạn có thể chọn VNPT hay là Vietcombank hay cái gì đó đều được các bạn nhé, các bạn đều có thể chọn được. Đấy, tương tự như thế, các bạn có thể chọn các ngành, các bạn có thể chọn các ngành, ở đây có rất nhiều ngành nghề, thì xem là mình bán sản phẩm gì, bán dịch vụ gì, giá nào thì mình sẽ chọn cho nó phù hợp. Đấy, chức danh mình cũng có thể chọn các cái chức danh, ví dụ như là chức danh giám đốc mình có thể chọn được. Đấy, thì mình sẽ nhìn thấy, đúng không ạ, tổng giám đốc, hoặc là mình có thể sử dụng tiếng Anh như là director, đúng không ạ, đó thì chúng ta nhìn thấy, hoặc là trưởng phòng chẳng hạn như là manager, ok, thì chúng ta nhìn thấy ở đây rất là nhiều, chúng ta có thể chọn được hết những cái đó. Như vậy tôi vừa hướng dẫn với các bạn xong cái mục thứ nhất là phần nhân khẩu học, có rất nhiều những cái nội dung, có rất nhiều cái tiêu chí để cho các bạn chọn. Bây giờ thì các bạn có thể sang đến phần sở thích. Sở thích thì có hàng nghìn sở thích, đúng không ạ? Rất là chi tiết về công nghệ, máy tính, đồ điện tử, đồ gia dụng, rồi thì gia đình và các mối quan hệ, rồi thì giải trí, các chương trình truyền hình, phim ảnh, rất là chi tiết, đúng không ạ? Sự kiện trực tiếp, mình thích xem cái gì? Game, trò chơi, mình thích chơi cái gì? Đấy, cái này rất là cần thiết cho những người mà mở quán game, hoặc là những người mà bán các cái phần mềm chơi game, âm nhạc, dành cho các phòng trà, bán phần mềm, bán các cái dịch vụ về âm nhạc, tải âm nhạc. Đấy, đọc sách, giúp cho những người bán sách, đúng không ạ? Kinh doanh và các ngành nghề, rất nhiều các ngành nghề khác nhau, các bạn có thể chọn. Thiết kế và nội thất, thời trang, đồ họa, trực tuyến, hiển thị quảng cáo, web, vân vân, truyền thông xã hội, tối ưu hóa tìm kiếm, tài chính cá nhân, và mua sắm và thời trang, làm đẹp, mua sắm thời trang, quần áo. Thì cái này dành cho những người mà các bạn có thể chạy quảng cáo cho những cái sản phẩm tương tự. Ví dụ như là mình làm spa thì mình chạy những người thích đi spa, mình làm salon thì mình chạy những người thích đi làm tóc, đúng không ạ? Mình chạy xăm mình thì mình chọn những người thích đến, người chuyên thích đi xăm. Mua sắm rất nhiều các yếu tố, đúng không ạ? Phụ kiện thời trang cũng chia ra rất nhiều, quần áo cũng chia ra rất nhiều loại,
các môn thể thao ngoài trời, các môn thể thao bóng đá, bóng rổ đủ hết, đúng không ạ? Và các bạn thấy đấy, nếu mà tôi mà hướng dẫn rất rất chi tiết đó thì có mà mấy tiếng cũng không hết chỗ này, cho nên tôi sẽ cố gắng lướt thật nhanh. Sở thích và các hoạt động du lịch, đúng không ạ? Thích đi du lịch ở chỗ nào đấy, nghệ thuật và âm nhạc thì thích loại gì, nhà cửa và vườn tược. Và cái này thì dành cho cái việc các bạn bán các cái sản phẩm nội thất, trang trí cho nhà cửa cũng rất là tốt. Phương tiện và thú cưng, cái này dành cho những bạn mà thích nuôi động vật. Ví dụ như bạn mà có một cái spa cho chó mèo, hay các bạn bán thức ăn cho chó mèo, nhất ở nước ngoài thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thể hình và sức khỏe, gym, yoga. Nếu mà bạn có khóa học dạy yoga, bạn có khóa học về gym, hay là bạn có phòng tập fitness thì bạn hãy chọn được những người này để chạy, có nhiều ý nghĩa. Ẩm thực thì có rất nhiều thể loại, nhà hàng nấu ăn, thức ăn, đồ uống có cồn, các loại ẩm thực theo các cái trường phái Việt Nam, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp gì đó. Ok. Tiếp tục đến phần hành vi. Trong này chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều hạng mục nữa. Mobile device user, du lịch, hoạt động số, hành vi mua hàng, hạng mục khác, mối quan hệ đa văn hóa, ngoại kiều, ngày kỷ niệm, người dùng thiết bị di động, người dùng thiết bị di động và thời gian. Thế đầu tiên là hoạt động số thì nó cho chúng ta là chọn là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ. Và đây là những người mà người ta khai trên Facebook rằng là người ta là chủ doanh nghiệp, kiểu như là cô chủ nhỏ quán trà đá, cô chủ nhỏ quán cà phê, hay là tôi là CEO của công ty PA Marketing đó. Hoặc là họ có thể sở hữu những cái trang fanpage đấy. Mình cũng có thể nhắm chọn đến những cái người mà đang là admin, tức là quản trị viên của các trang fanpage, quản trị viên trang fanpage nói chung, quản trị viên trang fanpage bán lẻ, cộng đồng, câu lạc bộ du lịch, lữ hành, nhà quảng cáo, nhà hàng, vân vân, kinh doanh, sức khỏe, sắc đẹp. Thế chúng ta có thể chọn chung hoặc chúng ta có thể chọn riêng từng mục. Thí dụ như là các bạn như tôi bán khóa học Facebook Marketing thì tôi chọn đến đối tượng này rất là hợp, đúng không? Cực kỳ hợp luôn. Hoặc là các bạn bán sản phẩm cũng nên chọn đến đối tượng này, bởi vì đối tượng này là những người dù sao cũng là người ta làm kinh doanh trên Facebook thì người ta cũng có thu nhập. Đấy, quan điểm của tôi là như vậy. Về hệ điều hành đã sử dụng, tức là thể hiện rằng là bạn đang truy cập vào Facebook bằng thiết bị máy tính nào. Thí dụ như là truy cập bằng Mac OS X, thì ví dụ như tôi đây này, các bạn đang nhìn thấy là tôi đang sử dụng máy MacBook, đúng không ạ? Thì nếu các bạn chọn đến vào cái phần Mac OS X này thì các bạn đang chọn đến những người truy cập Facebook từ máy tính laptop nhưng mà là máy Mac, bởi vì họ đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X. Thí dụ như bạn chọn đến những người như tôi. Ok. Và thông thường thì nhóm những khách hàng sử dụng thiết bị Mac bao giờ cũng có thu nhập tốt hơn nhóm những người sử dụng sử dụng cái Facebook trên những cái nền tảng hệ điều hành Windows ở phiên bản thấp. Thí dụ như XP hay Vista hay 7. Tôi đây là tôi đang nói là trên số lớn, đúng không ạ? Chứ tôi không nói một cá nhân. Thí dụ như là 100.000 người dùng MacBook so với 100.000 người sử dụng máy tính sách tay Windows, XP hay Vista hay 7, thì tôi nghĩ rằng cái thu nhập của những người người dùng Mac bao giờ cũng cao hơn cái nhóm kia. Tất nhiên là dựa trên số lớn chứ không phải là so từng người. Vậy các bạn hãy chọn như này, có nghĩa là thể hiện rằng là cái người này có thu nhập hay không. Trên Facebook chúng ta không chọn được thu nhập, bởi vì như tôi phân tích nó mới chỉ có ở thị trường Mỹ. Thì cái thu nhập nó sẽ được thể hiện thông qua các hệ điều hành hoặc là các thiết bị sử dụng để đăng nhập vào Facebook. Đấy, tiếp tục là email, đúng không ạ? Bạn đăng nhập bằng Facebook bằng email nào? Bạn chơi trò chơi giao tiếp hay không? Bạn có thanh toán trên Facebook hay không? Thì cái thanh toán này nó chính là cái liên quan đến Facebook Ad là nhiều, đúng không ạ? Bạn có phải là một người dùng công nghệ tiên phong hay không? Tức là bạn sẽ liên tục update, ví dụ
iPhone 7 ra bạn mua 7, 7 Plus ra bạn mua 7 Plus, 8 ra bạn mua 8, X bạn ra mua XS bạn ra mua XS, kiểu kiểu như thế. Thì bạn là một cái người dùng công nghệ tiên phong. Đấy, à, hoặc là truy cập vào Facebook và những cái hệ điều hành cũ hơn. Đấy. Thế thì bây giờ thì cái bài này nó cũng rất là dài rồi. Thì tôi xin phép dừng và tôi sẽ quay tiếp cái phần số 2 của cái bài này cho các bạn sau, bởi vì cái bài này nó dài quá nhá. Cộng với trời nó đang mưa thì thu âm thì nó không được rõ lắm. Hẹn gặp lại các bạn trong cái phần số 2. Xin cảm ơn các bạn.